bất chấp áp lực ngày càng tăng từ Mỹ nhằm kiềm chế xung đột ở Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói có thể sớm mở mặt trận thứ hai ở phía Bắc để đẩy Hezbollah ra xa biên giới. Khi thị sát một số khu dân cư dọc biên giới với Lebanon, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 6 tháng 12 cam kết sẽ đẩy lùi lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon ra xa đường biên giới với Israel nhằm đảm bảo an toàn cho người dân ở đây. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Gallant cho biết chính phủ hiện không khuyến khích khoảng 80.000 cư dân đã sơ tán khỏi các cộng đồng ở phía Bắc gần biên giới Lebanon trở về nhà trước khi lực lượng Hezbollah bị đẩy lùi qua bên kia sông Litani ở miền nam Lebanon. Kể từ đầu tháng 10, khoảng 80.000 cư dân của các cộng đồng nằm cách biên giới Lebanon 10 km về phía nam đã được sơ tán. Theo tờ Politico, nỗi sợ hãi dai dẳng của các cộng đồng phía bắc Israel là nguy cơ bị Hezbollah tấn công bằng tên lửa và tìm cách xâm nhập biên giới nước này từ phía Lebanon. Trong tuyên bố được báo Times of Israel và Haaretz trích dẫn trước đó, ông Gallant cho biết trong một cuộc họp ở Nahariya, thành phố ven biển cực bắc của Israel, rằng chính phủ hy vọng sẽ đẩy lùi Hezbollah thông qua các biện pháp ngoại giao, song nếu thất bại thì sẽ hành động bằng mọi biện pháp, bao gồm hành động quân sự. Ông này nhấn mạnh ưu tiên một thỏa thuận chính trị quốc tế để đảm bảo Hezbollah bị đẩy qua bên kia sông Litani. Đoạn phía nam của sông Litani chạy song song với biên giới Israel, Lebanon và cách đó gần 30 km về phía bắc. Kể từ khi kết thúc cuộc xung đột năm 2006, Hezbollah đã không có sự hiện diện quân sự rõ ràng ở phía nam con sông. Israel cũng đồng ý rút toàn bộ lực lượng khỏi miền nam Lebanon. Tuy nhiên, Hezbollah nhiều năm qua vẫn cố thủ ở miền nam Lebanon ở các vị trí nhìn thẳng ra cộng đồng biên giới của Israel, tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa trong những tuần gần đây. Israel đã phản ứng mạnh mẽ theo kiểu ăn miếng trả miếng dẫn đến gia tăng căng thẳng. Trong khi đó, các quan chức Mỹ đã cố gắng ngăn chặn mở rộng xung đột và cảnh báo Hezbollah không mở mặt trận thứ hai chống lại Israel. Giới chức Mỹ hồi tháng trước cũng cảnh báo những người đồng cấp Israel đừng nghĩ đến việc tiến hành một cuộc tấn công ở phía bắc giáp biên giới Lebanon. Theo báo chí Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin từng bày tỏ lo ngại với ông Gallant về vai trò của Israel trong việc leo thang căng thẳng với Hezbollah. Các nguồn tin của Israel nói với trang tin YNS hôm 6 tháng 12 rằng Mỹ đang xem xét một thỏa thuận phân định biên giới trên đất liền lâu dài tiềm năng giữa Israel và Lebanon, giống như thỏa thuận biên giới trên biển được ký kết vào năm 2022. Các quan chức cấp cao của Israel chỉ ra rằng mục tiêu thực sự là đẩy vĩnh viễn Hezbollah ra khỏi biên giới bằng các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm ngăn chặn xung đột quân sự dọc biên giới phía Bắc.